tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện tuần giáo vừa lập chiến công xuất sắc phá thành công chuyên án 923 q bắt 3 đối tượng thu gần 3.000 gam ma túy tổng hợp Vào hồi 16 giờ 5 phút ngày 5 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Lường Văn Quý, sinh năm 2006, trú tại bản Trấn, xã Quải Tở, huyện Tuần Giáo, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm gần 3.000 gram ma túy tổng hợp và một xe máy nhãn hiệu Eplet. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuần Giáo triệu tập Lò Văn Long, sinh năm 2003, trú tại bản Vánh 2 và Lò Văn Hải, sinh năm 1999, trú tại bản Vánh 3, xã Trường Đông, huyện Tuần Giáo, có liên quan đến số ma túy trên. Ngày 9 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lường Văn Quý, Lò Văn Hải và Lò Văn Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Tuần Giáo đã khen thưởng kịp thời cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện phá thành công chuyên án 923 Quy.